chúng ta cũng đã thấy đấy, đúng không ạ? Black Friday kia 70%. Đâu đâu cũng thế. Shop sale sập sàn này quý vị. Sale sập sàn. Đây là store. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa rồi thì kênh của em có ngưng vài ngày, có một chút công chuyện riêng nên là cũng không có tiếp tục được. Và ngày hôm nay thì lại tiếp tục làm video clip này. Trong cái thời gian vừa qua thì Sài Gòn của chúng ta có hay là có thể nói là trên toàn thế giới chứ cũng không phải là chỉ riêng Sài Gòn, thì trên toàn thế giới thì là có cái tuần lễ vàng trong ngày thứ sáu đen để kích cầu cho người tiêu dùng mua những sản phẩm phù hợp cho bản thân mình. Và Sài Gòn thì cũng không có ngoại lệ. Thì ngày hôm nay em sẽ dẫn quý anh chị và các bạn đi ra phía con đường Nguyễn Trãi của phía khu vực quận 5 Sài Gòn của chúng ta. Và có thể nói là trên cái khu vực con đường Nguyễn Trãi này thì là một con đường mà từ lâu đời rồi rất là sầm uất. Tất cả những các cái shop thời trang, shop thời trang rất là nhiều ở đây. Và quan trọng là mỗi hàng tối thì con đường này có thể nói là rất là tấp nập người mua và người bán. Thì như trước mặt của chúng ta, quý anh chị cũng đã thấy, chính là phía khu vực quận 5, con đường Nguyễn Trãi, khu vực quận 5. Thì đến tận từ ngày xưa đến tận ngày hôm nay cũng có rất là nhiều những shop thời trang nổi tiếng và làm ăn kinh doanh rất là phát đạt. Thì như tất cả chúng ta cũng đã thấy thì hai bên đường là rất là nhiều shop, và thậm chí là có treo lên những các cái băng rôn hay là những tấm pano affix về cái việc mà tuần lễ vàng Black Friday, chính là cái ngày thứ sáu đen, một cái ngày mà giảm giá rất là khủng. Có những shop mà họ giảm giá tới tận 70-75%. Thì có thể nói là cái tuần lễ vàng này là rất là thu hút người dân để đi mua sắm những thứ mà cần thiết cho bản thân mình. Không có chỉ là trên con đường Nguyễn Trãi này, thì ngày hôm nay em cũng sẵn tiện em sẽ review cho tất cả quý chị và các bạn được thấy được trên cái con đường Nguyễn Trãi này. Người dân cũng rất là hào hứng trong cái ngày tuần lễ mua sắm như thế này. Và có thể nói là gần như là tất cả các shop thời trang trên cái con đường Nguyễn Trãi này đều có treo cái pano affix tuần lễ giảm giá rất là khủng. Chúng ta hãy cùng với em đi dạo trên con đường Nguyễn Trãi này nha. Cùng nhìn ngắm lại. Như quý vị, quý anh chị cũng đã thấy phía bên phải chúng ta vừa đi qua thì có cái số mà 70% rất là to. Họ sale giảm giá tới tận 70% thì là chúng ta cũng có thể hiểu được một điều rằng là cái ngày này có thể nói là kích cầu tiêu dùng rất là nhiều để cho những người mua sắm, người ta sẽ có thêm cái nhu cầu hơn để người ta mua sắm rất là nhiều những thứ cần thiết yếu cho bản thân mình. Chúng ta cũng đã thấy đấy, đúng không ạ? Black Friday kia 70%. Đâu đâu cũng thế. Xung quanh tất cả đều có 69% kìa. Vân vân và vân vân rất là nhiều. Họ treo những cái mà to cũng có, nhỏ cũng có. Phía ở bên trong shop là cũng có rất là nhiều.
và đặc biệt là rất là thu hút những người mà mua hàng trong cái thời điểm này. Thì có thể tận dụng, quý anh chị ở Việt Nam thì cũng có thể tận dụng được trong cái thời điểm này để đi mua sắm được những các cái món hời với cái mức giá mà rất là hời. Và đối với như là cá nhân em thì trong những các cái thời điểm như thế này, em cũng thường là tìm kiếm cho mình những thứ rất là hay, có thể là những phần mềm hay là những đồ cần thiết cho bản thân mình hay cần thiết cho người thân để mua sắm trong cái ngày hôm nay. Thì tất cả những quý anh chị cũng đã biết con đường Nguyễn Trãi là một con đường mà sầm uất, có thể nói là bậc nhất của Sài Gòn. Nơi đây thì là rất là tấp nập người bán, người mua. Có thể nói là như là ai ai mà nếu như mà có cái nhu cầu mà tìm hiểu hay là có nhu cầu mà mua bán về những thứ để mặc tư trang cá nhân, thậm chí là trang sức hay là những các cái phụ kiện thì đều tới nơi này, đều tới cái con đường Nguyễn Trãi này để mua sắm cho mình. Có thể nói là những các cái mặt hàng ở trên vỉa hè kia thì chúng ta tới mua sẽ được những các cái giá rất là hợp lý. Tại bởi vì là những các cái món hàng đó đều là những món hàng đã lỗi mốt rồi, đều được tuồn từ trong shop ra để mà người ta bán với cái mức giá mà nó rẻ hơn so với bình thường. Nhưng mà đặc biệt một điều là chúng ta cũng cần phải tìm hiểu và hỏi cho thật là kỹ, bởi vì là họ ở đây cũng thường thường là chúng ta vẫn cứ phải hay trả giá. Di chuyển trên cái con đường Nguyễn Trãi như thế này thì có nhiều khúc, nhiều cái đoạn đường cũng rất là khó khăn di chuyển, bởi vì là cái lượng xe cộ đi lại cũng khá là đông. Nếu như mà trong cái thời điểm như thế này mà tất cả quý anh chị tận dụng được thì cũng sẽ kiếm được những các cái món đồ mà phù hợp và ưng ý cho bản thân mình, và được với một cái mức giá rất là rẻ. Thì không biết được rằng là tất cả quý anh chị thì ở trong và ngoài nước hưởng ứng được trong cái tuần lễ Black Friday như thế này là như nào, có mua được những món hàng nào hay ho hay không, thì có thể chia sẻ được cho chúng ta cùng biết, hoặc là có thể là có những cái điều gì đấy, những cái hiểu biết gì đấy mà tốt cho, thì chúng ta hãy chia sẻ cho nhau để chúng ta sẽ cùng là những người mà tiêu dùng thông thái nhất. Tại bởi vì là bây giờ chúng ta bỏ đồng tiền ra để chúng ta mua được một món hàng nào đấy phù hợp cho bản thân mình thì cũng phải được một cái giá nào đấy
hời đúng không ạ? Ai cũng muốn là như thế. Giá rẻ, vân vân và vân vân. Những tấm băng rôn rất là nhiều. Và đặc biệt là trong ngày hôm nay thì chữ sale khủng có nhiều nhiều nơi xuất hiện lắm. Bây giờ thì chúng ta cùng đi lại theo cái hướng về phía của trung tâm quận 5. Khi mà đi đến hết cái con đường bên trái của quận 5 thì chúng ta sang đến khu vực nhất. Thì trên cái khu vực đấy thì lại có những các cái shop thời trang nó cao cấp hơn, bán những mặt hàng như thiết kế, nên là cái giá thành của nó cũng đã khác. Nó không có được đại trà như là trên cái con đường Nguyễn Trãi tại khu vực quận 5 như thế này. Phía quận nhất thì những shop đó họ sẽ thiết kế riêng những các cái mẫu, nên là họ sẽ bán với giá rất là mắc hơn so với cả trên thị trường, nên là không phải là bất kỳ ai cũng có thể mua được những các cái món hàng như vậy. Ta di chuyển ở đây thì đã gần tới cái khu vực bệnh viện Nguyễn Trãi. Phía bên phải của chúng ta chính là bệnh viện Nguyễn Trãi này. Và quanh cái khu vực này thì là chúng ta càng đi tới đây Black Friday 69%, 50%. Chúng ta càng di chuyển tới cái khu vực này thì chúng ta càng thấy được rằng là các cái mặt hàng quần áo nó đa dạng hơn, nhưng mà nó sẽ bị một cái vấn đề là hơi đại trà một chút. Khu vực này thì bán ở vỉa hè. Trời ơi, sale quá là khủng các anh chị. Sale 99% thì không biết là còn được giá thành là bao nhiêu nữa. Đây là tại cái shop sale sập sàn này quý anh chị. Sale sập sàn. Đây là store máy tính bảng, MacBook vân 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 vân. Thì cũng sale luôn. Có thể nói là trong cái tuần lễ này thì tất cả mọi mặt hàng đều sale rất là lớn. Thì bên kia là một dãy shop quần áo. Người ta đã mở, người ta mua nguyên một dãy như thế để mở ra được một chuỗi như vậy. Thì có thể hiểu được một điều là họ làm ăn rất là phát đạt. Và có lẽ là cái clip review của em ngày hôm nay tới đây là xin được tạm dừng. Xin kính chào quý chị và các bạn.